một ảo thuật siêu phàm. Bây giờ hai bàn tay của mình đây có cái gì hết, có cái gì nha. Một chú tụ chi bằng quá siêu tuyệt vời chị này. Hello, xin chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình lại trở lại và có vẻ như là mình nói ở đây thì cái loa nó sẽ không có tới được. Mình sẽ vẫn cứ cố gắng nói bởi vì các bạn sẽ dùng con tụ này để làm cái gì? Tức là các bạn sẽ cào bát cho loa. Hello, chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình lại trở lại và mình lại tiếp tục với cái tình hình là mình làm một cái, tức là một số bạn có nói rằng là cái loa của các bạn là thừa bát, hay là nói đúng hơn là cái bát của cái loa vi tính ấy, nó nghe nó không có tròn trịa mà nó nghe nó rất là phì và rất là vỡ và rất là nặng nề. Thì các bạn có một cách để rất đơn giản nhất để là làm cho cái loa nó âm bát nó cao hơn và nó sáng hơn. Thì ở đây mình có hai cách để các bạn ghép cho cái loa vi tính của các bạn với cái loại loa chạy nguồn 12V bằng bế nam. Đó là các bạn sử dụng tụ 220 microfarad 16V cho đến 64V, 68V. Sao hai cái đường dây chạy loa các bạn chỉ cần nối vào một bên một con tụ là xong. Cách thứ hai là các bạn sẽ sử dụng hai con tụ nối tiếp với nhau và hai con tụ này sẽ có trị số cao hơn một chút, đó là 470 microfarad nối với 470 microfarad, và các bạn nối giống như mình nối, tức là hai cái đầu âm của nó sẽ quay vào trong và hai đầu dương sẽ quay ra ngoài. Với các bạn kết nối hai con tụ này, âm bass nó sẽ, tức là nó sẽ trầm hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong các bạn hãy đăng ký để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và mọi người rất nhiều.